Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Tối hôm qua thì người bạn của mình làm cho EA là Mr. Kiến và Mr. Tắc cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về cái phần sự kiện là UTTS. Và ngoài ra thì có thêm một vài thông tin liên quan đến các điểm là chân transfer, liên quan đến cái code mới, liên quan đến các cập nhật trong game thời gian tới. Và vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu bên cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu bên này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ làm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà được anh em quan tâm rất là nhiều, anh em để ý khá là nhiều, đó chính là cái code mới trong cái buổi livestream hôm qua của Mr. Kiến. Và trong cái buổi livestream thì ông này cũng đã cung cấp thêm một cái mã code mới để em có thể đổi thưởng. Thực ra cái phần thưởng không quá ngon đâu, đó chính là cái emotion là ha 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 để em có thể sử dụng trong các trận đấu hoặc là để em có thể là trêu đối thủ. Và để có thể nhận được cái code này, cái code này thì sẽ có hiệu lực là đến 1 giờ sáng giờ ngày mai, tức là vào ngày 2 tháng 6, nên là em cố gắng vào game sớm để có thể nhận được cái code này nhé. Và để có thể đổi được cái code này thì em sẽ đăng nhập vào cái link là didim.fcm.ea.com. Thì thông tin về link cũng như là code thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần comment để em có thể tham khảo. Và sau khi xong thì đây là cái phần mà anh em có thể đổi code. Thực ra cái phần này anh em cũng đã đổi khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em nào mới chơi hoặc là anh em nào mới tiếp cận. Thì anh em cần phải liên kết tài khoản của mình với tài khoản EA chúng ta mới có thể đổi được mã code nhé. Sau khi xong thì anh em sẽ bấm vào cái phần là tài khoản EA. Và tại cái phần này thì mình đã đăng nhập sẵn rồi, nên là mình sẽ vào luôn cái app của mình là Gà Browser. Còn trường hợp anh em chưa đăng nhập thì anh em sẽ cần phải nhập email để có thể là nhập cái mã code này. Và sau khi xong thì anh em sẽ nhập vào trong cái phần là mã đổi quà. Anh em nhập vào cái mã là ha ha ha, anh em viết hoa nhé. Viết thường không biết có được hay không, nhưng mà mình cứ viết giống EA là ha ha ha. Sau khi xong thì anh em sẽ bấm vào cái phần là tôi không phải là người máy. Cái phần này thực ra thì cũng chỉ để làm cảnh thôi. Và ngoài ra nữa anh em sẽ bấm vào cái phần đổi này. Cái phần này thì mình cũng đã thực hiện đổi rồi, nên là hiện nay nó ghi là bạn đã đổi rồi. Còn nếu như em nào mà chưa đổi, nó sẽ hiện cái thông báo là chúc mừng bạn đã nhận được cái mã code này. Và sau đấy thì em sẽ vào trong cái phần thông báo để có nhận được cái code này. Thực ra cái code này mình thấy cũng bình thường, nhưng mà nó cũng khá là hay và là một cái phần mà coi là quà của EA, anh em có thể vào nhận. Và liệu em đã nhận được cái code này chưa thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin cũng cực kỳ quan trọng được cung cấp trong cái buổi livestream hôm qua của Mr. Kiến, đấy chính là cái điểm trên transfer. Cái điểm này thì tuần trước mình cũng đã thông báo đến anh em là sắp tới chúng ta sẽ có thêm cái điểm này. Tuy nhiên thì tối hôm qua trên cái buổi livestream, ông Kiến cũng đã nói chi tiết hơn về cách sử dụng những cái điểm này. Thì đầu tiên thì cái điểm này hiện nay cũng chưa ra mắt đâu, nó sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 6. Do đó thì em có thể chuẩn bị những cái cầu thủ, anh em có thể sắp xếp đội hình làm sao hợp lý nhất. Tại vì là ví dụ như là anh em có thể lưu trữ lại những cầu thủ mà đang trên level cao để có thể chuyển sang trong thời gian sắp tới. Còn nếu không anh em bán đi thì cũng khá là phí. Đầu tiên thì sau khi cập nhật anh em sẽ có thêm một cái menu nhé. Khi mà bấm vào cầu thủ chúng ta sẽ có thêm một cái menu gọi là cái training transfer. Và cái điểm training này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần những cái điểm gọi là điểm training transfer để có thể chuyển kinh nghiệm, chuyển cái điểm kinh nghiệm thôi. Chúng ta sẽ không chuyển được rank từ cầu thủ này sang cầu thủ khác. Và chúng ta sẽ chuyển được tối đa là 1.600 cái điểm training transfer, tương đương với cả là 30 cái điểm là đào tạo, tức là cái điểm đào tạo level ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái thông báo, đấy chính là chúng ta sẽ phải mất 10% cái điểm kinh nghiệm nhé. Ví dụ như là con hàng Vira này đang có cái 30 cái điểm kinh nghiệm, 30 cái level training, thì chúng ta sẽ chỉ chuyển được là sang con Balak này chỉ nhận được là 29 thôi. Do đó anh em sẽ mất 10%. Cái lý do chúng ta mất 10% này đấy chính là chúng ta sẽ còn rất nhiều cầu thủ để làm phút ở trong cái đội hình của anh em. Do đó thì nếu như chuyển sang hết thì nhiều lúc chúng ta sẽ không dùng, khá là phí. Nên là EA sẽ thu của chúng ta 10 điểm kinh nghiệm để làm sao cái game nó cân bằng nhất. Và ngoài ra thì cái việc chuyển rank này chúng ta có một điểm đáng lưu ý, đấy chính là chúng ta sẽ chỉ nhận được tối đa cái điểm level dựa vào cái rank của cầu thủ. Ví dụ như là con hàng Madini này hiện nay đang không có rank gì cả, tức rank bằng 0, thì chúng ta chỉ nhận được tối đa là 5 cái điểm kinh nghiệm thôi, thì chúng ta sẽ mất là 50 cái điểm là trên level. Còn những trường hợp mà có cái rank bằng nhau thì em sẽ có thể chuyển sang hết nhé. Chuyển sang tuy nhiên mất 10% thôi, nhưng em có thể chuyển sang hết. Thì anh em có thể là ví dụ như là cái hình demo này, khi mà chuyển sang thì con hàng Madini này sẽ có 5 cái điểm, còn con hàng Cobbler này thì sẽ vẫn giữ lại những cái điểm kinh nghiệm cũ là 14 cái điểm kinh nghiệm. Còn nếu như mà bình thường ấy, khi mà hai cầu thủ này có cái rank bằng nhau, anh em sẽ có thể chuyển hết tất cả những cái điểm kinh nghiệm sang cho cầu thủ khác anh em nhé. Ok, cái phần này thì thực ra thì đến tận 11 tháng 6 mới có cơ. Tuy nhiên thì mình cũng giới thiệu trước dựa vào cái thông báo của EA để em có thể tham khảo và anh em sẽ có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái việc là bán cầu thủ cũng như lựa chọn đội hình của anh em nhé.
Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái thông tin về cái chap là UTOTS. Cái chap này thì sẽ chính thức ra mắt vào thứ hai tuần tới. Thực ra thì cái chap này sau khi cái buổi livestream của EA thì mình nghĩ là nó cũng chẳng khác gì so với cái giao diện hiện tại cả. Chúng ta chỉ lộ thêm danh sách các cầu thủ sẽ có mặt trong cái chap này thôi. Đầu tiên thì trong cái phần này anh em vẫn làm như bình thường thôi. Anh em sẽ phải hoàn thành các phần nhiệm vụ tốt S để nhận được thêm cái điểm là UTS. Cái phần này là một cái điểm cực quan trọng để em có thể đổi cầu thủ. Và ngoài ra thì anh em sẽ xem thêm cái phần quảng cáo này, xem thêm cái phần nhận quà này. Và có cái phần mới này, chúng ta cũng có thể nhận được thêm các điểm UTS. Tuy nhiên thì cái phần này sẽ ra mắt vào thứ hai tuần tới. Và từ các điểm UTS này thì em sẽ có thể đổi được một trong hai phần thưởng. Anh em để ý là cái phần này chỉ đổi được một trong hai phần thưởng. Đầu tiên thì anh em có thể lựa chọn là các phần quà là các cầu thủ UTS từ 98 đến 99. Tuy nhiên thì thẻ này sẽ không bán được. Và ngoài ra thì em có thể lựa chọn theo cái việc là nhân phẩm khi mà nhận các cầu thủ từ 94 đến 99. Thẻ này hoàn toàn có thể bán được. Cái phần này tùy anh em thôi. Anh em có thể lựa chọn một trong hai phần quà phù hợp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần bên này. Chính là chúng ta sẽ có hai đội là đội A và đội B của UTTS. Đầu tiên thì đối với danh sách các cầu thủ của đội A, chúng ta sẽ có các cầu thủ như là Mbappe này, một thẻ đã ở vị trí là LVK và có về là 99. Tiếp theo là cầu thủ Erling Haaland đã ở vị trí ST và có về là 99. Ngoài ra có thêm thẻ của Salah, thẻ của Van Vogt, thẻ của Declan Rice, thẻ của Bellingham. Ở hàng phòng ngự sẽ là các cầu thủ như là Guimado, Virgil van Dijk, chúng ta có Schlotterbeck, chúng ta có Frimpong và cuối cùng ở vị trí thủ môn sẽ là thủ môn Szczęsny. Và ngoài ra thì trong cái phần đội A này chúng ta cũng có thêm một vài cầu thủ dự bị. Nói chung là cầu thủ dự bị này nhìn cũng khá là hấp dẫn. Chúng ta có thêm thẻ của Vinicius này. Ngoài ra có thêm thẻ của Martinez, một thẻ mà cũng khá là ảo. Tiếp theo là Rafael Leao, chúng ta có Lewandowski, có thêm Phil Foden, Savio, Harry Kane, chúng ta có theo Icon, một thẻ mà cũng khá là chất lượng so với cái thẻ trước đây. Và ngoài ra có thêm thẻ của Musiala này, chúng ta có Golovin và chúng ta có Ferguson. Nói chung là những thẻ này thấy cũng khá là ok. Tuy nhiên thì đa số mình nghĩ là sẽ ra thẻ của Ferguson hoặc là Golovin thôi anh em ạ. Và tiếp theo ở team B chúng ta sẽ có những con hàng. Thực ra thì chỉ có một vài con hàng chất lượng thôi, còn đa số thì cũng gọi là tạm ổn. Đầu tiên sẽ là cầu thủ Di Maria, chúng ta có thêm sơ đồ 7. Tuy nhiên thẻ này vẫn là một thẻ chỉ có chân 4 vạch. Ngoài ra có thêm thẻ của Messi này, chúng ta có thêm một vài thẻ khác nữa ở phòng ngự, thế là thẻ của Koulibaly, thẻ của Tavernier, ngoài ra thẻ Adebayor và một vài thẻ khác. Thực ra thì cái phần team B này chỉ có hai cầu thủ để anh em có thể lựa chọn thôi. Còn những cầu thủ khác thì mình nghĩ là cũng bình thường. Quan trọng vẫn là team A, vẫn là một team mà chất lượng hơn. Và ngoài ra thì trong cái phần này, ngoài việc chúng ta sẽ nhận được một trong hai phần thưởng là các cầu thủ từ 98 đến 99 hoặc là các cầu thủ từ 94 đến 99, thì anh em sẽ có thể mở thêm các gói khác liên quan đến là cầu thủ và đội A, đội B nhé. Thì các gói này anh em sẽ dùng là 80 điểm để mở, anh em sẽ mở được tối đa là 20 lần. Thực ra thì mình nghĩ là cái phần này nếu như anh em không muốn dùng 500 cái điểm để nhận được một trong hai phần thưởng kia, anh em có thể dùng 500, tất tay 500 cái điểm này đi mở cái phần nhân phẩm. Mình nghĩ là sẽ cũng khá là ngon anh em ạ. Và tiếp theo thì trong buổi livestream hôm qua của Mr. Kiến cũng cung cấp thêm một vài thông tin về một vài cập nhật trong thời gian sắp tới. Đầu tiên thì trong cái phần exchange chúng ta sẽ có thêm một cái gói mới, chính là gói cầu thủ từ 97 đến 99 để em có thể exchange các cầu thủ của UTOTS. Tuy nhiên thì điều kiện exchange là gì thì mình cũng chưa rõ, do đó thì cái phần này anh em cố gắng để nhiều phút nhất có thể để có thể là exchange được các gói cầu thủ trong cái phần này nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái chap mới, chính là cái chap của End of Underway, là các cầu thủ cũng đã giải nghệ hoặc là các cầu thủ chuẩn bị chuyển sang câu lạc bộ khác mà đã gắn bó nhiều năm. Thì tuần tới, sang thứ hai tuần tới chúng ta sẽ có thêm thẻ đầu tiên là thẻ của McElroy. Thực ra thì hôm qua thì mình thông báo là hôm nay sẽ có, tuy nhiên thì cái phần này EA cũng hoãn sau cái trận chung kết nên là vào thứ hai tuần tới chúng ta sẽ có thêm cái phần này. Và ngoài ra thì trong cái phần liên quan đến đá xếp hạng, anh em sẽ có thêm các phần thưởng mới. Hiện nay thì các phần thưởng reset nó không quá ngon, tại vì là cũng khá lâu rồi nên là EA cũng đã cập nhật thêm các phần thưởng mới trong cái phần chế độ xếp hạng này. Anh em cố gắng gây cuốc để có thể nhận được tối đa các phần thưởng cũng như là có thể nhận được nhiều điểm nhất trong cái phần xếp hạng này. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái phần ăn mừng mới của cầu thủ là Jude Bellingham sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Một cái phong cách ăn mừng mà thực sự là cũng nhìn khá là hấp dẫn và khá ngạo nghễ anh em ạ. Và cuối cùng thì trong tháng 6 này chúng ta sẽ có thêm một cái bản update liên quan đến gameplay. Cụ thể thì chúng ta sẽ có thêm những cái cơ chế liên quan đến cách phòng ngự của cầu thủ. Ngoài ra liên quan đến cơ chế truyền trong chế độ VSA. Thực sự thì liên quan đến cái việc gameplay này chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi. Còn để tìm hiểu sâu thì nó cũng có khá là nhiều thứ liên quan đến việc là ngoặt bóng, liên quan đến việc là đơ của cầu thủ. Nói chung là trong quá trình trải nghiệm thì chúng ta sẽ biết được. Còn tại video này thì mình sẽ chỉ thông báo là chúng ta sẽ có thêm một vài cập nhật để em có thể biết và anh em sẽ chuẩn bị tinh thần thôi anh em ạ.
Ok, và trên đây là một vài thông tin trong cái buổi livestream hôm qua của Mr. Kiến. Thì về cơ bản chúng ta sẽ có thêm một vài thông tin như liên quan đến cái code mới. Anh em nhớ nhập code trước 1 giờ sáng ngày mai để có thể là nhận được các phần quà từ đây nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm cái thông tin về cái điểm trên Transfer. Cái điểm này thì sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 6. Cùng với đó nữa thì chúng ta sẽ có thêm một vài thông tin các cầu thủ trong cái chap là UTTS. Thì về cơ bản cái chap này cũng khá dễ chơi thôi. Chúng ta sẽ không cần phải exchange gì cả. Chúng ta chỉ cần cái cuốc nhận các điểm UTTS để có thể đổi được các cầu thủ trong cái chap này. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một vài các kèo nhỏ khác. Thì tất nhiên là khi mà có những cái thông tin chính thức liên quan đến những cái việc cập nhật này thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một cái nhắc cảm nhé. See you soon. Yeah.